Bởi vì những lúc ta buồn đó chính là hiện tượng sự sống. Người biết khổ biết vui là những con người có nhận thức, không so đo tính toán dày vò cho dù hai bên không cân sức. Vậy thì thôi, nhưng thực tế phản ứng tích cực để làm chi? Tại vì những lúc đau đớn là động lực cho ý chí. Không việc thành công như mong đợi trong ý nghĩ. Nói tâm lý thì đừng đợi ta cần có chi kỷ. Tuy nhiên, những lúc ta buồn thì mọi người đều buông xuôi. Hành động dại dột một mình và buồn tủi. Xa đỏ đê mê và cơn giận lại không nguôi. Họ không bước ra khỏi hố đen cho đến cuộc đời sẽ ngắn ngủi. Đạo không nằm trên bầu trời, đạo nằm ở trong tim. Người sẽ tâm tối và mù quáng nếu không tìm. Tìm nhắn hoa rơi chứ cơ Phật là phù phiếm. Vì đời người giống một trang vở kết thúc như bộ phim. Ở giữa cuộc đời vô thường được mất, nghèo hèn hay sang giàu, mà ta biết sống cho cuộc đời này đâu chỉ cảm xúc là khóc cười. Hãy sống trọn vẹn cho cuộc đời này, sống an vui một kiếp người. Có người đi hoa bể khổ, tâm vẫn còn mãi hoài mong. Có kẻ đi tìm hạnh phúc như chim cụt chết như trời đông. Đời người được bao nhiêu nụ cười, mà sao cứ lao một bể khổ. Một mai nhắm mắt xuôi tay công danh, đem ra sông để mà nổ. Nhân quả từ hay đến muộn, nên ta nghĩ rằng không tồn tại. Cho nên tội ác cứ thế tăng dần, sẽ không có điểm dừng lại. Chẳng gian này chỉ là cõi tạm, mà ta chỉ là cách qua đường. Dù cho buông ba tám nơi chính hướng. Cũng mười một phương, người ta cứ nghĩ hay làm tưởng chẳng gian này là cõi thật. Cho nên đến tận bây giờ hôm nay ta vẫn còn phải tách mặt. Đời người thì ai cũng một lần sẽ trở về cõi ngàn tốt. Từ giả tất cả ta thắng xác này xuống lòng đất âm u.